Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review phân tích các giả thuyết về Dragon Super trên channel Shonen Action. Tập 64 đã được công chiếu vào chủ nhật vừa rồi, là một tập phim rất hay và thú vị. Nó hấp dẫn bởi trận chiến giữa nhóm Goku và hai tên Yamasu. Càng ngày càng hấp dẫn hơn khi cuối phim đã xuất hiện một hình dạng hợp thể và sức mạnh khủng khiếp, đúng không nào? Hiện nay đã xuất hiện một tin đồn về tiêu đề tập 66 và 67. Xin lưu ý rằng đây chưa phải là tiêu đề chính xác vì mình chưa thấy bất cứ bằng chứng nào khẳng định điều này. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một tin đồn và hy vọng trong thời gian tới mình sẽ có thêm thông tin khác. Tuy nhiên, nhiều bạn đã muốn tìm hiểu nên mình sẽ vớt đưa lên đây. Một dịch giả bên nước ngoài là Home 98 đã đăng các tiêu đề của Dragon Super tập 66 và 67 trên Twitter. Tuy nhiên, nó cũng có thể đúng và cũng có thể sai, bởi vì tiêu đề được tiết lộ chỉ là một đăng bởi một thành viên lạ trên diễn đàn 2chan và chưa được xác thực lại. Tập 64 đã được phát sóng vào chủ nhật vừa rồi, và những gì chúng ta đã được biết đó là video xem trước của tập 65, kèm theo là nội dung được tiết lộ trong tập 65. Goku Black và Yamasu dùng Botara để hợp thể, một cơ thể bất tử kết hợp với kỹ năng chiến đấu siêu hạng, tạo ra một kẻ thù đáng gờm. Hơn thế nữa, Yamasu hợp thể còn có khả năng tạo ra bức tường ánh sáng, loại bỏ tất cả mọi thứ đã chạm vào. Tiến tới trận đấu cuối cùng chống lại hai Yamasu để bảo vệ dân cư thành phố West Capital, Trunks đặt quyết tâm đương đầu với Yamasu hợp thể. Sau khi đã nhận được hai hạt đậu thần Senju từ Mai, anh đi tới chỗ Yamasu. Tập 65, phán quyết cuối cùng, sức mạnh tối thượng của vị thần tối cao. Như vậy rõ ràng, chúng ta chỉ có tiêu đề của tập 66 và tập 67, nhưng không có bản tóm tắt xem trước, cũng như những mẩu tin được chụp ở tạp chí bên Nhật. Tiêu đề của tập 66: đảo ngược tình thế ở phút chót, sự quay trở lại tuyệt vời, đây là Vegito. Nếu như tiêu đề tập 66 là đúng như vậy, thì chúng ta sẽ cực kỳ hồi hộp và háo hức chờ đến tập này, bởi vì đây là một sự kiện cực kỳ đáng xem. Vegito là một nhân vật được sinh ra bởi phép hợp thể giữa Goku và Vegeta bằng mông tai Botara. Vegito chính là một nhân vật có sức mạnh kinh khủng nhất trong manga Dragon Z. Đến nay thì Vegito mới chỉ xuất hiện một lần trong trận chiến với Buu Han, và đến phần Dragon Super thì có vẻ như Vegito sẽ có một lần nữa xuất hiện. Vegeta và Goku hiện tại đều tập luyện rất gian khổ với Whis và đều đã có một trạng thái Super Saiyan Blue. Vì vậy, Vegito cũng sẽ có một trạng thái Super Saiyan Blue, và mình hy vọng còn có thể xuất hiện trạng thái Super Saiyan Blue cấp 3 nữa. Hiện tại, trước sức mạnh áp đảo của Yamasu thì Goku và Vegeta có vẻ sẽ thất bại và tuyệt vọng. Tuy nhiên, đã có Gohan ở đây và chắc chắn ông sẽ giúp đỡ họ. Đó chính là cung cấp cho họ đôi bông tai Botara của mình để có thể hợp thể giống Yamasu. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như vậy để chúng ta có thể chiêm ngưỡng Vegito thần thánh xuất hiện. Tại sao mình lại tin Vegito sẽ xuất hiện? Bởi vì mình đã có một thông tin được tiết lộ từ trước, đó là tiết lộ của những người lồng tiếng cho Dragon Super và những video quảng cáo cho game Dragon Ball Hero. Đó chính là việc lồng tiếng cho giọng hợp thể giữa Goku và Vegeta đã hoàn thành. Vì vậy, chắc chắn rằng sẽ có sự xuất hiện của Vegito trong những tập tiếp theo, bởi vì thanh niên Yamasu đã hợp thể và có thể coi là cực kỳ bá đạo rồi. Hy vọng cuối cùng chỉ có Vegito mới có thể đương đầu với tên Yamasu này. Tiêu đề của tập 67 là sự viếng thăm của Zeno-sama, tạm biệt Yamasu. Nếu thực sự đây là tiêu đề được tiết lộ, thì đây quả thực là một chi tiết spoiler cực kỳ lớn. Hiện nay rất nhiều người hâm mộ đang thắc mắc là Zeno trong tương lai đang ở đâu khi các thần hủy diệt và thiên sứ đã bị tiêu diệt và vô hiệu hóa. Nếu Goku sử dụng chiếc nút mà Zeno cho trong tập 55, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Zeno có đến và kết thúc mọi chuyện hay không? Việc ra mắt hợp thể với sức mạnh mới chúng ta chưa được biết đến, hắn sẽ mạnh như thế nào? Nhưng chắc chắn rằng nếu Vegito không thể tìm ra cách tiêu diệt hoặc phong ấn lại, thì khả năng chỉ có các vị thần mới có thể chấm dứt mọi việc. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Tuy nhiên, xin lưu ý lại một lần nữa, đây chưa phải là tiêu đề chính xác, bởi vì mình chưa thấy bất cứ bằng chứng nào khẳng định điều này. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một tin đồn, và hy vọng trong thời gian tới mình sẽ có thêm các thông tin khác. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi series review và phân tích Dragon Super duy nhất tại Việt Nam trên channel Shonen Action. Hãy chia sẻ và subscribe và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới. Sự thật số 7: Beerus là một vị thần hủy diệt. Sự hủy diệt là sự cần thiết để tạo ra hành tinh mới, nhưng ông ta không hành động theo lệnh của các Super Mekai. Ông phá hủy theo ý thích của mình. Mình thích thì mình làm thôi, chẳng cần phải hỏi ý kiến ai cả. Đơn giản chỉ là mình thích thôi.